Công an triệt xóa điểm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tuyên truyền năm nào cũng là tận thế. Chuyên mục nóng trên mặt báo với góc nhìn Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ xài hàng tỷ đồng tiền xương máu của người bị lừa đảo. Lan tỏa mô hình rửa xe gây quỹ tiếp sức mùa thi ở vùng cao. Bí ẩn cột sắt dựng đứng 1.600 năm không gỉ xét ở Ấn Độ. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền Tây Ninh. Chúng tôi là Xuân Nghĩa và Diễm Loan. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, tiền nhiều để làm gì? Nhưng đối với Trương Mỹ Lan không phải là nhiều mà là rất nhiều tiền. Nhiều đến mức khi nhắc đến gia tộc họ Trương này, giới đại gia cả nước phải nể mặt. Vâng, rất nhiều tiền như vậy thì trước hết là tiêu xài cho đã đời. Vậy vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã xài tiền lừa đảo, tiền từ mồ hôi nước mắt của người khác như thế nào? Câu chuyện này sẽ được chia sẻ, bình luận trong phần nội dung chi tiết. Bên cạnh đó là những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật, chọn lọc, chuyển đến quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua trong phần tin nóng. Chiều 24 tháng 6, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 92 Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7 khiến ba cháu bé tử vong vào trưa cùng ngày. Theo đó, bà NTT, 56 tuổi, quê Nghệ An, là người làm vườn thuê cho gia đình chủ nhà số 92 Nguyên Phi Ỷ Lan và ở trọ ngay phía sau. Tối ngày 23 tháng 6, chị DTT, 29 tuổi, con gái bà T đưa ba con ruột là AK, 6 tuổi, BA, 4 tuổi, bà MA, 1 tuổi, đến Đà Lạt thăm bà ở cùng bà ngoại. Đến sáng ngày 24 tháng 6, bà T đi làm vườn thuê thì chị T nấu ăn sáng cho ba con. Lúc này chị T khóa cửa phòng có ba đứa con bên trong để mua vật dụng nhưng quên tắt bếp ga đang nấu thức ăn sáng. Gần 9 giờ cùng ngày, một cư dân ở đó nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà T nên liền chạy đến thì thấy lửa lớn bốc ra từ căn phòng có ba đứa trẻ. Người này đập cửa ứng cứu, hô hoán người dân xung quanh đến giúp nhưng không dập được hỏa hoạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng triển khai đến hiện trường và dập tắt vụ cháy. Tuy nhiên, lúc này ba cháu bé trong phòng đã tử vong, thi thể sau đó được đưa về bệnh viện khám nghiệm. Trước mắt, chính quyền địa phương hỗ trợ 18 triệu đồng một trường hợp tử vong để gia đình lo hậu sự cho các bé. Người dân xung quanh cũng đặt thùng quyên góp. Theo cơ quan chức năng, căn nhà số 92 Nguyên Phi Ỷ Lan có trang bị các bình phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do khi đi ra khỏi phòng, chị T quên tắt bếp ga dẫn đến cháy. Thông tin từ Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện và thu giữ 28.000 lít nhớt tái chế trái phép tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn tái chế phế liệu thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Ghi. Qua kiểm tra tại trụ sở công ty tái chế phế liệu do ông Quy, 36 tuổi, trú tại thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, làm người đại diện theo pháp luật, công an thị xã La Ghi phát hiện và thu giữ 12.000 lít nhớt thải chưa qua xử lý đựng trong 4 thùng kim loại, 13.000 lít nhớt đã được xử lý chưng cất, chứa trong thùng phi bằng nhựa, loại dung tích 1.000 lít mỗi thùng, và 3.000 lít nhớt thải đang được cơ sở đun nấu chưng cất. Theo đó, số nhớt thải trên được thu mua từ các cửa hàng sửa chữa xe máy, gara, trung tâm bảo trì và sửa chữa ô tô ở các vùng lân cận. Sau đó, số nhớt độc hại này được vận chuyển về địa điểm trên để chưng cất lại. Được biết, hoạt động tái chế nhớt thải là do chủ cơ sở đứng ra tổ chức, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động thu gom, xử lý chất thải nguy hại, không có hồ sơ pháp lý liên quan và hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định. Hiện tại, công an thị xã La Ghi đã củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 Công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh hình ảnh người phụ nữ điều khiển xe máy đi ngược chiều tại đường Vành Đai 3 trên cao. Theo đó, người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát, đi ngược chiều khoảng 800m từ đường Vành Đai 3 trên cao xuống đường Phạm Hùng. Đáng chú ý, dù đi ngược chiều nhưng người phụ nữ lại đi ở làn đường ngoài cùng sát với giải phân cách giữa, đối đầu với ô tô đang đi đúng chiều đường. Khi thấy người phụ nữ lái xe máy đi ngược chiều, nhiều tài xế ô tô đã phải giảm tốc độ, tránh đường để không xảy ra va chạm giao thông. Liên quan vụ việc trên, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh để mời người phụ nữ lên làm việc.
Vừa qua, thì Công an của tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên vừa phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh đã tiến hành triệt xóa điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn. Cụ thể, sáng ngày 22 tháng 6, lực lượng Công an phát hiện tại nhà đối tượng NHT, sinh năm 1998, trú tại huyện Duy Xuyên, có 11 người, gồm 5 nam, 4 nữ, 2 trẻ em, đang được T hướng dẫn học Kinh Thánh của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tài liệu liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, mời các đối tượng về làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ có nhiều mặt tiêu cực trái với phong tục tập quán đạo đức xã hội Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Công an của tỉnh Quảng Nam đã khuyến cáo người dân không nên nghe, tin theo những luận điệu của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Người dân khi phát hiện hội nhóm sinh hoạt thì kịp thời báo ngay cho công an địa phương gần nhất để xử lý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động xin được chia sẻ góc nhìn của tác giả Lê Thanh Phong. Trước thông tin chồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát chi tiêu hàng chục tỷ đồng từ tiền vợ phạm tội mà có. Mời quý vị cùng theo dõi trong chương mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng. Trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB của 916 khoản vay khống và hơn 30.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hành trái phiếu khống. Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỷ đồng vào các thẻ tín dụng của chồng. Bị can Chu Lập Cơ mở và sử dụng 3 thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý cho cá nhân và Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Italia. Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ xài tiền như nước, nhưng đó là đồng tiền tham ô, lừa đảo, đồng tiền do phạm tội mà có, mà nạn nhân của họ là những người làm ra đồng tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền xương máu. Suốt bao nhiêu năm trời, những kẻ lừa đảo sống trong nhung lụa được tuyên dương, được ngợi ca. Chỉ trong vòng 8 năm, giai đoạn từ 2015 đến 2022, ngân hàng SCB đã được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng tới 72 giải thưởng danh giá với những cụm từ hàng đầu tốt nhất Việt Nam. Và đó mới là nỗi đau của những người bị lừa đảo. Chính những danh hiệu sự tôn vinh đó mà khách hàng tin cậy lựa chọn ngân hàng SCB để gửi gắm đồng tiền khúc ruột của mình. Nhưng chưa hết thưa quý vị, Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ xài tiền còn theo cách lừa đảo khác, đó là làm từ thiện. Và thưa quý vị, trước tòa họ còn lấy những thành tích từ thiện làm căn cứ để xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng không thể có chuyện đó, bởi lẽ làm từ thiện bằng tiền cá nhân, tiền công sức mới là từ thiện. Còn đây là lấy tiền của bá tánh để tô vẽ chân dung tốt đẹp của mình, cùng với mục đích dễ lừa đảo nhiều tiền hơn, đó là dối trá, là lừa đảo. Và những ai tiếp tay cho Trương Mỹ Lan được hưởng nhiều tiền từ đồng tiền tội ác, họ cũng tiêu xài sung sướng như vợ chồng Trương Mỹ Lan. Một số trong đó đã bị trừng trị theo pháp luật. Danh sách có thể sẽ dài hơn. Những gương mặt mới có thể sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2 của vụ đại án này. Tội phạm sẽ bị xử theo pháp luật, nhưng còn có bài học khác về mặt đạo đức. Đó là lừa đảo, ăn cướp tiền mồ hôi nước mắt của người khác để thỏa mãn dục vọng bản thân, thì trước sau gì cũng phải trả giá. Thưa quý vị, nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ, hỗ trợ cho các em học sinh khối 12 ở vùng cao Sơn La có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Đoàn trường Trung học phổ thông Mộc Lị cùng với Đoàn thị trấn Mộc Châu và Đoàn công an huyện Mộc Châu đã phối hợp tổ chức chương trình Rửa xe gây quỹ tiếp sức mùa thi. Sân trường Trung học phổ thông Mộc Lị 2 luôn đông vui hơn bởi màu áo xanh tình nguyện. Các bạn đoàn viên thanh niên nhận ô tô, xe máy từ khách và cùng nhau cọ rửa. Tuy không phải là những người rửa xe chuyên nghiệp, nhưng các bạn làm việc rất chu đáo, nhiệt tình. Mỗi người một việc, từ nhận xe, xịt nước, làm sạch, cọ rửa đến lau khô, tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng và nhịp nhàng. Thông qua việc rửa xe tình nguyện thì em cảm thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Nó sẽ giúp cho các anh chị khối 12 có hoàn cảnh khó khăn, có thể có một kỳ thi thật thuận lợi. Thông qua đó thì em nghĩ là chương trình này cũng có ý nghĩa đối với các bạn đoàn viên thanh niên, bởi vì đây cũng là một trong những cơ hội để các bạn có thể trải nghiệm và rèn luyện những kỹ năng sống của mình. Chương trình được tổ chức vào những ngày cuối tuần
không chỉ nhận được sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên mà còn được người dân địa phương ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ trao tặng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ các thí sinh cũng như người nhà thí sinh trong những ngày thi sắp tới. Mọi người trong gia đình là vận động là lên đây là rửa xe để ủng hộ cho các cháu, để gọi là góp một chút quỹ, một cái công sức nhỏ nhỏ cho các cháu để cháu tiếp sức cho mùa thi. Rửa xe gây quỹ tiếp sức mùa thi vì làm nhỏ ý nghĩa lớn nhằm lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ, giúp đỡ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm và vững tin hơn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thưa quý vị, nhằm tạo cho con trẻ một mùa hè vui tươi và bổ ích, những năm gần đây thay vì đăng ký các lớp học thêm bồi dưỡng kiến thức cho con, thì nhiều phụ huynh dần chuyển sang các sân chơi năng khiếu theo sở thích, nhu cầu của trẻ, giúp cho trẻ tích lũy thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận về sân chơi năng khiếu đang thu hút đông đảo thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia. Yêu thích nhảy hiện đại, hè là dịp để My Anh và những người bạn thân có thời gian nhiều hơn để luyện tập những điệu nhảy bài hát mới. Qua đó có cơ hội tham gia vào các chương trình thể hiện tài năng do tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức. Xong việc học hành rồi thì bọn con cũng tập hợp nhau lại để chuẩn bị một cái bài nhảy để tham gia nhiều chương trình do nhà thiếu nhi tổ chức. Và mùa hè thì chúng ta được nâng cao mấy cái năng khiếu của mình lên và nhiều khi mình cũng sẽ được tham gia, mình có cơ hội để mình tham gia nhiều chương trình. Được liên đội các trường tạo điều kiện, hơn 200 thiếu nhi học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có niềm đam mê yêu thích thiên văn học vũ trụ, được tham gia hội trại khám phá thế giới thiên văn học. Tại đây, các em được thỏa sức khám phá, tìm hiểu về thế giới thiên văn học và kỹ năng xác định phương hướng, quan sát bằng mắt thường qua ống kính và kính thiên văn. Được các anh chị cho những bài học về thiên văn học và con cảm thấy rất là vui. Và vì ở trường con chưa bao giờ được học về thiên văn học nên những bài học ngày hôm nay khiến con rất là vui. Đây là một kỷ niệm mà con không bao giờ quên. Dịp hè, hàng loạt các lớp năng khiếu được tổ chức như lớp học làm bánh, hội họa, cuộc sớp, thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và học sinh. Đối với em thì trong dịp hè là giai đoạn để có thể là bổ sung và phát triển cho những năng khiếu của con. Thì em sẽ lựa chọn những lớp như là nhảy hoặc là vẽ để cho con em đi học, dựa vào sở thích của con. Những sân chơi lành mạnh, hoạt động ý nghĩa diễn ra trong dịp hè đã và đang góp phần cùng với các gia đình địa phương quản lý giáo dục thanh thiếu nhi tốt hơn. Đây còn là tiền đề giúp cho các em phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình, từ đó giúp các em có một mùa hè vui tươi đúng nghĩa. Mùa hè là mùa vui chơi, vừa là mùa học năng khiếu của trẻ em. Đáp ứng nhu cầu này thì các sân chơi cho thanh thiếu nhi được tổ chức phong phú đa dạng, giúp trẻ được vui chơi, rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu, kỹ năng sống. Còn bây giờ, chúng tôi xin phép được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 6, trang du lịch đặt phòng booking.com vừa công bố danh sách các thành phố tại Việt Nam phù hợp cho du khách yêu thích xe đạp. Trong đó thì Hà Nội được đánh giá là điểm đến lý tưởng nhất. Với những con phố cổ và các khu di tích lịch sử, Hà Nội trở thành nơi thú vị cho việc khám phá bằng xe đạp. Thay vì di chuyển bằng ô tô hay xe khách như trước đây, du khách ngày càng ưa chuộng việc khám phá Hà Nội bằng xe đạp. Theo các nguồn thông tin, du lịch bằng xe đạp không chỉ giúp du khách khám phá một cách sâu sắc và gần gũi với thiên nhiên mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe và giảm thiểu tác động đến môi trường. Các tour xe đạp như Đêm Thăng Long Hà Nội đã được tổ chức để du khách có thể tham quan các di tích lịch sử, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng vẻ đẹp của thành phố ngàn năm văn hiến. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với Ninh Thuận để khám phá suối Ba Hồ hay còn gọi là Thác Ba Hồ thưa quý vị. Nơi đây được ví như là tuyệt tình cốc, sở hữu cảnh thiên nhiên hữu tình cùng thác nước xanh biếc. Khi mà đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được sự bình yên, hòa mình với thiên nhiên. Thác Ba Hồ, Ninh Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 25 km về hướng Bắc. Thác Ba Hồ được hình thành do trên đường đi của dòng chảy, suối mở lòng ở khu vực lưng chừng núi tạo thành ba hồ nước lớn. Trong đó, hồ nước thứ ba được xem là đẹp nhất vì có mực nước vừa phải, lòng hồ rộng, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ ở xa. Những ngày tháng 6 là vào mùa mưa nên thác nước đổ từ trên cao xuống sẽ tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt.
với vẻ hoang sơ, cuốn hút, được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng, thác Ba Hồ Ninh Thuận vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có do chưa chịu sự tác động nhiều từ con người. Vì thế, đây là một địa điểm được nhiều tín đồ sống ảo lựa chọn để đến chụp ảnh check-in. Thác nước nằm sâu bên trong rừng nên dường như được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Do đó, khi đặt chân tới thác Ba Hồ, du khách sẽ cảm nhận được sự bình yên, hòa mình với thiên nhiên. Có lẽ chính điều này đã khiến cho nơi đây càng trở nên độc đáo và thu hút nhiều bạn ghé thăm hơn. Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, vườn Bách Thảo Hoàng gia hay vườn Kew là một điểm tham quan rất nổi tiếng ở thủ đô London của nước Anh. Hiện nơi đây đang diễn ra cuộc triển lãm mang tên Light into Life, tạm dịch là ánh sáng vào cuộc sống, giới thiệu những tác phẩm điêu khắc lấy ý tưởng từ thiên nhiên. Cuộc triển lãm do nghệ sĩ Mark Quinn phối hợp với các nhà khoa học về thực vật thực hiện. Họ đã sáng tác hàng chục tác phẩm điêu khắc có kích thước lớn bằng thép không rỉ. Nổi bật trong số đó là tác phẩm mang hình dáng của những bông hoa lan được làm bằng thép hay mang hình ảnh của cây cọ. Các tác phẩm được bố trí ở nhiều nơi trong khắp khu vườn như trên thảm cỏ, giữa những gốc cây hay trong nhà kính. Bề mặt sáng loáng của chúng phản chiếu cảnh vật xung quanh khiến các tác phẩm càng trở nên thu hút. Ngoài mục đích thu hút du khách đến với vườn Kew, cuộc triển lãm còn nhấn mạnh tầm quan trọng của thực vật đối với hành tinh. Có rất nhiều loại thực vật đang đối mặt với sự nguy hiểm và rất cần có sự bảo vệ chăm sóc của con người. Cuộc triển lãm Light into Life diễn ra từ nay đến cuối tháng 9. Tiếp theo, mời quý vị cùng tìm hiểu về một vật thể kỳ lạ và đó chính là cây cột này. Cây cột cao 7,2m và nặng 6 tấn này vẫn nguyên vẹn dù tiếp xúc với nắng mưa suốt 1.600 năm qua. Bên trong quần thể Wat Minas ở New Delhi, một tổ hợp tượng đài và tòa nhà lịch sử được xây vào đầu thế kỷ 13 ở quận Hyderabad phía nam thành phố, khách tham quan có thể bắt gặp cột sắt cao 7,2m nặng 6 tấn trong sân của đền thờ Wat-ul-Islam. Một cột trụ từ thế kỷ thứ 5 thách thức cả thời gian và điều kiện môi trường, bao gồm nhiệt độ cao và ô nhiễm ngày càng tăng ở thủ đô Ấn Độ. Nguồn gốc của cột sắt cũng là một bí ẩn khác. Theo lời kể, cây cột được dựng ở đền Vara trong hang Udayagiri gần Vidisha ở Mahiya Pradesh như một tượng đài chiến thắng dành cho thần Vishnu. Ngày nay, cây cột đóng vai trò là biểu tượng của các tổ chức khoa học như Phòng Thí nghiệm Luyện Kim Quốc gia và Viện Kim loại Ấn Độ. Tuy nhiên, cơ quan khảo sát khảo cổ Ấn Độ đã dựng hàng rào quanh cột sắt để giảm tối đa tác động của con người. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chuyên mục cà phê không đường, tràn lan quảng cáo các đội bóng đá trên mạng xã hội nhằm lôi kéo học sinh sinh viên. Chuyên mục chuyện ngày mới, ngước ngay hương vị cơm lam, món ăn đặc sản của người Tây Bắc. Chuyên mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với câu chuyện về cá độ bóng đá. Thưa quý vị, Euro 2024 mới diễn ra được vài ngày, nhưng mà xuất hiện rất nhiều hình thức quảng cáo các trang cá độ bóng đá trực tuyến như một ma trận nhằm lôi kéo người chơi. Quảng cáo cá độ tràn về vùng quê, chiếm không gian công cộng, xuất hiện đầy trên các mạng xã hội. Và thưa quý vị, qua tìm hiểu, con mồi bị các nhà cái nhắm đến là học sinh, sinh viên. Đằng sau những quảng cáo giăng bẫy người chơi là những con mồi bị lún sâu vào những canh bạc lúc nào không hay. Hệ quả là nướng sạch tiền vào trò chơi đỏ đen rồi phải vay nóng, vay lãi cao để gỡ. Câu chuyện về những con bạc trẻ cũng chỉ vì một lần trót thử để rồi bị cuốn theo những canh bạc mùa Euro sẽ phần nào nói lên thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Đây là hàng loạt ghế đá trong công viên Hồ Thành Công thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vừa bị xịt sơn vẽ quảng cáo web cá độ bóng đá. Không chỉ có thành phố, vùng quê cũng quảng cáo cá độ, nhà cái đua nhau quảng cáo rầm rộ như một ma trận để lôi kéo người chơi xuống sát. Ngay sau đêm khai mạc Euro, loạt ghế đá trước cổng đình làng thôn Chè, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng rơi vào cảnh tương tự. Một lớp tình trạng này gây ảnh hưởng xã hội xấu, thì tâm mất tinh thần đoàn kết với gia đình, nhất là tâm lũng củng, chuyện cờ bạc trước cái vào đây rất khó. Đó là với không gian ngoài trời thực tế, còn trên không gian mạng,
không ít những quảng cáo cá độ cũng xuất hiện, giăng bẫy nhóm người đam mê đỏ đen và lôi kéo học sinh sinh viên tham gia cá độ. Trên Facebook, dịp này xuất hiện nhiều hơn các video hướng dẫn người xem đến một số nhóm kín, mục đích lôi kéo người xem tham gia tạo tài khoản cá độ bóng đá online. Nhiều người dùng mạng xã hội đã sập bẫy tiền mất tật mang. Dạo này đang là mùa Euro cho nên là mỗi khi lướt Facebook thì gặp rất nhiều trang quảng cáo cá độ bóng đá. Cứ lướt khoảng 3 đến 4 bài thì em lại gặp một bài cá độ. Em cảm thấy khá là phiền phức và đôi khi những trang ảo đó còn nhắn tin cho em để kêu gọi và hướng dẫn cá độ bóng đá nữa. Trong những video quảng cáo, nhà cái tung ra hàng loạt khuyến mãi để thu hút người chơi. Không chỉ có Facebook, các web xem bóng đá lậu được chúng lập ra. Trong các livestream lậu, những trận bóng đá mùa Euro, bình luận viên thực chất là người của nhà cái, thường xuyên nhắc người xem tại các app cờ bạc tham gia cá độ với nhiều chương trình ưu đãi. MyBet, nhà cái số 1 châu Á, cung cấp các thể loại cá cược đa dạng và trò chơi hấp dẫn, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nhà cái thuộc top đầu Việt Nam và là đối tác chính thức của Club Manchester City. Theo luật sư, hành vi quảng cáo lôi kéo người khác tham gia vào các trang web cá độ đánh bạc trên không gian mạng của các đối tượng có thể bị xử phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng. Còn đối với những người trực tiếp tham gia đánh bạc cá độ bóng đá thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự lên đến 10 năm. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 28 quy định số 144 quy định chính phủ năm 2021 quy định người dụ dỗ lôi kéo người khác tham gia đánh bạc sẽ bị xử phạt phi hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng. Trường hợp người này có hành vi tổ chức đánh bạc thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội tổ chức đánh bạc với khung hình phạt cao nhất từ 5 đến 10 năm tù và hình phạt bổ sung từ 20 đến 100 triệu đồng. Chỉ cần lôi kéo được một người tham gia đánh bạc cá độ bóng đá là đã bị phạt lên đến 10 triệu đồng. Trong khi đấy, theo tìm hiểu của phóng viên, những nhóm đối tượng đang hoạt động quảng cáo lôi kéo người khác cá độ bóng đá công khai trung bình mỗi ngày có thể dụ dỗ nhiều người tham gia. Có những người nhẹ dạ cả tin thì đương nhiên không hề để ý đến việc bản thân có thể sẽ phải ngồi tù nếu hành vi đánh bạc của họ bị phát giác. Ngày ngày, họ vẫn đang nướng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bản thân và gia đình vào trò cá cược đỏ đen bịp bợm, để rồi dẫn đến những kết cục thương tâm, lâm vào cảnh nợ nần, nhà tan cửa nát. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 6 tại khu vực biển Hoàng Phụ, tỉnh Thanh Hóa, cướp đi sinh mạng của 3 thiếu niên. Cụ thể, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 6. Thời điểm trên, 3 thiếu niên gồm TD và VH cùng sinh năm 2007, trú xã Hoàng Phụ và MPT sinh năm 2011, trú tại Hà Nội, xuống tắm biển tại khu vực bãi biển thôn Xuân Phụ, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc tắm, không may cả ba em bị sóng biển cuốn mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm người bị nạn. Đến 5 giờ sáng ngày 23 tháng 6, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Được biết, các thiếu niên tử vong có quan hệ họ hàng với nhau. Hiện ba nạn nhân đang được gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương. Tại kho chứa hàng của Viettel Post, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, vừa xảy ra một vụ cháy lớn. Nguyên nhân xảy ra cháy ban đầu được nhận định là do chập điện. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 6. Khi người dân phát hiện đám cháy thì tầng 2 của tòa nhà đã bốc khói dày đặc. Nhận được tin báo, ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được điều động tới hiện trường. Sau khi đến nơi, các phương án chữa cháy và công tác tìm kiếm cứu nạn được khẩn trương thực hiện. Lực lượng chức năng khống chế đám cháy và tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, đám cháy tại cơ sở Viettel Post 178 Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã được khống chế. Vụ việc trên không ghi nhận thương vong về người. Sáng ngày 24 tháng 6, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chùa Thuyền Lâm ở thành phố Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, ngụ tại địa chỉ 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với lực lượng chức năng dập lửa. Ghi nhận lúc 22 giờ 40 phút ngày 3 tháng 6, vụ cháy được dập tắt.
Tại hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ tiến hành phun nước, làm nguội, xử lý một số khu vực để phòng lửa cháy trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hại nhiều đồ đạc. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Quý vị thân mến, Tây Bắc là khu vực vùng núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam. Nhắc đến Tây Bắc, chúng ta liên tưởng ngay đến những dãy núi non hùng vĩ trùng điệp, những bản sương giăng, những đèo mây phủ, những ruộng bậc thang kỳ vĩ, những nụ cười rạng rỡ thơ ngây của những em bé dân tộc. Tất cả hòa quyện làm nên một Tây Bắc vô cùng quyến rũ, gọi mời những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp của vùng cao nơi đây. Đến với miền Tây Bắc thì du khách có nhiều điều để khám phá về cảnh quan thiên nhiên và con người nơi đây. Độc đáo hơn cả vẫn là văn hóa ẩm thực với những món ăn hấp dẫn, phong phú, làm nên thương hiệu của miền đất này. Và trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng khám phá và thưởng thức món cơm lam. Đây là món ăn giản dị mà thơm ngon, bắt nguồn từ chính cuộc sống của người dân từ thuở xa xưa. Theo anh Vi Văn Tuyền, người dân Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nguồn gốc ra đời của cơm lam xuất phát từ việc đồng bào đi rừng, thay vì lấy nồi thì người ta sẽ tận dụng những cây tre rồi cho gạo vào đó để nấu thành cơm. Đây là gạo nêm nương của đồng bào dân tộc Thái. Gạo rất là to, đều và đặc biệt là nó có cái mùi thơm đặc trưng của gạo nương. Tôi cũng đã là làm rất là sạch sẽ rồi. Cơm lam này thì sẽ phải gạo khô, gạo sạch, gạo khô. Khi mà bỏ vào ống này nó mới không bị bám vào những cái khu xung quanh này. Chúng ta muốn ăn gạo có màu thì chúng ta sẽ lấy cái nước có màu cho vào. Và bây giờ chúng ta sẽ rót nước vào trong ống này để ngâm. Sau khi gạo của chúng ta đã ngâm được 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy lá. Có thể là lấy lá chuối hoặc là lá rong, thắt cái ống của cơm lam. Đối với công đoạn này thì khá là quan trọng, bởi vì là chúng ta làm sao để cơm nó chín đều ấy, lửa không quá to và không quá nhỏ để mà cơm nó chín đồng đều, và chúng ta phải lật thường xuyên. Đối với cơm lam này, để cho nó chín đều tất tần tật cũng tốn khá là lâu thời gian. Ít nhất cũng phải 1 tiếng đồng hồ, bởi vì cái ống cơm lam này nó cũng khá là dày. Cùng với thời gian, cơm lam đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực của nhiều đồng bào dân tộc, trở thành thứ hàng hóa được nhiều người biết đến và rất yêu thích. Tuy mộc mạc và đơn giản, nhưng với cách nấu này, cơm lam mang hương vị thơm ngon đặc trưng, mùi thơm của vừng, vị đậm đà của thịt nướng, hòa quyện với hương thơm của cơm lam đã tạo nên một món ăn hấp dẫn làm say lòng người thưởng thức. Ăn cơm lam này thì rõ ràng là cái độ nó dễ ăn hơn là xôi, cái độ ngán của nó sẽ đỡ hơn. Nên mình ăn là mình cảm nhận nó hòa quyện giữa lớp nương và cái hương vị của ống tre. Mà khi mình lại qua lửa nướng thời gian nên ăn nó dẻo mà thơm. Tận mờ mình thấy cơm lam ở đây nó rất là đặc biệt. Hương vị của nó, hạt gạo rất là dẻo, dẻo và muối vừng rất là thơm. Nếu ai có dịp đặt chân đến đèo Đá Trắng ở Hòa Bình hay đi du lịch Mộc Châu Sơn La thì đừng bỏ qua món cơm lam để cảm nhận hương vị độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Thưa quý vị, cơm lam Tây Bắc là một món ăn đơn giản, độc đáo nhưng mà luôn khiến cho thực khách phải ngạc nhiên. Và bữa cơm tưởng chừng đơn giản về nguyên liệu và cách chuẩn bị, nhưng ngược lại, đó là cả một nghệ thuật, một ý tưởng của người Tây Bắc về nước, về lửa và những ống tre nhỏ. Cách nấu cơm lam rất đơn giản nhưng cũng đòi hỏi trong đó sự khéo léo của con người thực hiện. Có thể thấy rằng cơm lam Tây Bắc là một món ăn ngon và nổi tiếng, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc. Về với nơi có đại ngàn hùng vĩ, với vùng cao giá lạnh mà được ăn một ống cơm lam nóng hổi, mang hương vị của núi rừng thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không thưa quý vị? Và trải nghiệm ẩm thực thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa, Diễm Loan và Xuân Nghĩa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của quý vị với chương trình.
Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.